Hello, chào anh chị em và các bạn trên YouTube. Ở những cái video clip mà Tuấn làm lúc trước á, thì có một vài bạn kêu gọi mình nên giống như là dạy tiếng Anh, nói về cái sự khác biệt của tiếng Anh mà các bạn trẻ ở bên này khi mà đàm thoại nói chuyện với nhau thì họ nói ra sao, so sánh với những cái tiếng Anh mà các bạn trẻ học ở Việt Nam đó. Thì Tuấn nghĩ trong cái mình không phải là một người giáo viên Anh ngữ, mình không có dám mua rìu qua mắt thợ, thì hôm nay Tuấn cũng thách chấp cái vấn đề này, cũng làm cái clip ngắn về cái vấn đề Anh ngữ, nhưng mà mình sẽ nằm trong cái phạm vi của mấy người lính trẻ ở đây, họ nói chuyện ra sao, họ xài cái tiếng hàng ngày so với tiếng Anh mà các bạn trẻ ở đây giống như đang trong cái thời gian đi học đại học đó, thì họ xài mình chỉ trong cái phạm vi lính thôi, không rồi Tuấn sẽ nói cái clip đầu tiên về cái đề tài này đó, thì mình sẽ làm về cái chuyện mà coi như cái cách nói chuyện hàng ngày. Thì cái chủ đề hôm nay là Tuấn sẽ nói về cái tiếng Anh bên ngoài và bên trong lính, trong những cái từ ngữ đời sống hàng ngày như chuyện ăn uống đi làm, ăn uống ỉa đái đâu vậy đó. Thì nói cho các bạn hiểu, tại vì những cái từ ngữ mà mấy bạn trẻ dùng ở đây đó, nhiều khi các bạn ít bao giờ mà học được ở trong những cái học đường hay là những cái lớp sinh ngữ ở Việt Nam. Thì Tuấn sẽ bắt đầu ha. Thì ở bên trong quân đội Mỹ đó, là buổi sáng thường thường là lúc nào khoảng 5:30 sáng đó, là khi mà ở trong lúc mình còn đi lính mà ở trong cái trại cái barracks á, thì sáng là bị lôi đầu đánh thức dậy bằng cái tiếng kèn reveille. Rồi ở trong quân trường thì mấy anh chàng huấn luyện viên la hét mình, không có phải là nhỏ nhẹ, kêu mình please get up, coi như là thức dậy đi đó, giống như cha mẹ kêu con thức dậy để đi học. Ở mấy người huấn luyện viên hay là những hạ sĩ quan thường thường họ thêm vô điểm vô những cái từ ngữ nó nghe nó thô tục một chút mà nghe nó mạnh hơn một chút. Họ không có nói please get up mà thường thường họ nói get your ass up. Không, thì buổi sáng thì thức dậy, ở trong lính thì thông thường thì dậy xong rồi clean up, coi như là xếp giường lại đàng hoàng, rồi sau đó ra những ngoài cái ban công đó để clean up, coi như là dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà có rác đồ hay là quét bụi bặm hết không. Rồi thường thường thì những ngày như là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, một tuần 3 lần thì những người lính trẻ là ra tập hợp để chạy chạy bộ. Thì ở ngoài thì không có cái chuyện mà như bạn mà đi làm thì sáng bạn tới ngay chỗ làm không đúng giờ, rồi bạn làm việc cho đến khoảng trưa thì bạn được nghỉ để đi ăn trưa không, còn rồi sau đó thì trở về lại làm tới chiều rồi bạn đi về, là như vậy thôi. Còn ở trong lính, trong những đặc biệt là những cái đơn vị mà tác chiến đó, pháo binh xe tăng hay là lính mà lính bộ kinh binh tác chiến đó, thì họ họ hơi khắt khe hơn. Sáng thì 7:30 sáng là phải có mặt ở cái sân để tập hợp. Cái từ tập hợp ở trong lính là formation không, thì sáng ra tập hợp formation điểm danh. Cái mục đích của cái tập hợp buổi sáng là điểm danh coi ai có mặt ai vắng mặt, rồi sau đó cái người hạ sĩ quan rồi mới truyền lệnh, coi như là cái đơn vị nhỏ, cái trung đội này hôm nay có cái nhiệm vụ gì, thí dụ như đi tới cái kho súng dự, chứa đồ súng cá nhân á để mình chùi súng. Còn trung đội khác thì có thể đi làm bảo trì maintenance những cái khẩu pháo, tại mình ở trong pháo binh thì mình phải nói về pháo, chứ là những cái chiếc xe truck đó, xe tải đó. Không, rồi rồi sau đó thì khoảng 11:30 là được thả ra để đi ăn trưa không, rồi
khoảng 1 giờ trưa phải tập hợp lại một lần nữa, rồi coi như là tiếp tục để coi như là được ở trên chỉ phải đi làm gì nữa. Rồi buổi chiều khoảng 4:30 chiều rồi có cái formation tập hợp một lần nữa rồi mới đi, mới được cho tan hàng không. Rồi những người lính thì muốn làm gì làm không, bạn có thể đi ăn rồi, hay là bạn đi, không muốn đi ăn ở nhà ăn thì đi ra ngoài đi chơi, hay là làm cái chuyện gì để muốn làm không. Thì mình sẽ nói, khi mà nói đến thời gian thì mình sẽ nói với các bạn nghe cái thời gian ở bên ngoài dân sự bên Mỹ với lại ở trong lính nó được dùng khác như thế nào. Ở bên ngoài á, thì thí dụ như 7:30 sáng thì họ viết là 7:30 AM. AM có nghĩa là anti, cái AM có nghĩa là cái chữ viết tắt của cái từ tiếng Latin là anti meridiem, có nghĩa là trước, giữa buổi trưa. Không, còn 1 giờ trưa đó thì ở ở ngoài là họ thường nói là 1 PM. PM có nghĩa là post meridian, là có nghĩa là sau buổi, giữa buổi trưa. Thì buổi chiều thì 4:30 PM là 4:30 PM. Còn ở trong lính thì họ không dùng như vậy. 7:30 sáng ở Mỹ là, trong lính thường thường là quân đội họ dùng theo cái đồng hồ, cái system 24 tiếng một giờ. Thì 7:30 sáng ở ngoài, thì ở trong lính gọi là 7:30 không. Còn 1 giờ trưa là 1300. Rồi 4:30 chiều là 1630 không, không có AM PM gì hết. Bởi vậy nhiều khi mình, dù ra lính lâu lâu mình cũng ưa xài theo cái đồng hồ, cái thời gian mình nói theo cái kiểu lính đó. Nhiều khi người dân thường, dân sự họ không có hiểu không, bởi vì cái tiếng nói nhiều khi nó hơi khác. Ở trong lính nó có cái tiếng nói riêng, nhiều từ ngữ nó dùng riêng. Còn nói về chuyện ăn ăn uống, thì ở trong lính hưu chiến thì cái nhà ăn nó gọi là chow hall hay là mess hall. Còn các bạn mà đi học đại học á, mà ăn ở nhà ăn tập thể đó, thì thường thường cái nhà ăn nó được có cái tên là cafeteria không, nó các bạn thấy nó cũng khác không, không. Khi mà đi ăn á, thường thường ở ở ở ngoài người dân sự họ thường nói là let's do lunch. Còn ở trong lính thì họ không có nói như vậy, họ nói let's go to chow. để mình nghĩ thêm một vài danh từ nữa. Ở trong lính hưu chiến á, thì cái nhà ăn nó gọi là chow hay là mess hall chứ gì không. Còn ở bên hải quân Mỹ á, thì họ có cái tên khác nữa, họ gọi là galley. Còn ở ở bên không quân hay là bên bộ binh Mỹ đó, thì họ gọi cái chỗ mà cái nhà ăn là DFAT, có nghĩa là dining facility. Đặc biệt là trong Air Force họ gọi là dining hall. Thì các bạn thấy hai cái từ nước nó khác hiểu không? Trong lính là chow hall hay là lính hưu chiến là chow hall hay mess hall. Còn ở bên công quân họ họ dùng cái danh từ nó hoa mỹ hơn là dining hall. Dining hall là giống như bạn tới bạn dine không, chứ không phải là lính hưu chiến là cái đám lính nghèo không đi cái chow hall mess hall, chứ không có tới rồi ngồi xuống ăn, ăn xong rồi đứng dậy rồi có người tới dọn dẹp. Thì bên công quân là thuộc loại lính con nhà giàu, nó khác là như vậy. Thì bây giờ mình nói tiếp tục, cái chuyện mà ăn uống xong rồi gì, ăn xong rồi gì, mình kể tới chuyện uống. Cái uống tiếng Mỹ là drink, nhưng mà mình cũng muốn point out, muốn chỉ cho các bạn thấy cái từ dùng nó cũng hơi khác một tí. Thí dụ như bạn ở Việt Nam, bạn nói cái chữ uống thuốc. Không, ở Mỹ đó, cái động từ mà uống á, là chỉ uống những cái chất lỏng, chứ không có uống cái gì mà có cái nó gọi là cái solid, đó là cái cứng, cái phần cứng đó, là không có dùng chữ uống. Thí dụ như uống thuốc ở Việt Nam là tiếng Việt Nam gì, ở bên Mỹ này tiếng Mỹ họ nói là take medication, họ dùng cái động từ take,
chứ không có dùng cái động từ trend. Khi mà bạn nào mà học ở Việt Nam mà cứ dịch thẳng theo cái tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Anh đó là nó sai bét hết. Không có ai ở đây mà nói I drink medicine. không có chuyện đó. I'm taking medicine là như vậy đó. Bây giờ mình nói uống mà kể thêm cái chuyện có một bạn hỏi Tuấn đi lính có được uống bia không. Uống bia thì tất nhiên được, nhưng mà phải theo cái luật. Thường thường ở những cái câu lạc bộ, trong những cái trại lính ở bên Mỹ đó, là cái tuổi là phải là theo cái tiểu bang, mà phần đông những cái tiểu bang Mỹ đó, cái luật là cho bạn mà uống rượu, uống bia đó là bạn phải 21 tuổi lận. Không, còn ở bên Nhật thì khác. Bên Nhật, cái tuổi bên Nhật á, là mình nhớ là khi mà bạn trở thành 20 tuổi đó là bạn là coi như là một người lớn, bạn được quyền uống uống bia, uống rượu. Thì những cái câu lạc bộ ở bên mấy cái trại lính ở bên Nhật Bản cũng theo như vậy. Thì bạn ở bên đó là bạn phải 20 tuổi bạn mới được uống rượu. Mà uống rượu thì ok nha các bạn, chứ không có kiểu mà uống rượu mà lái xe. Uống rượu lái xe là bị bắt, là coi như là rớt chức hay là bị đuổi ra lính liền đó, chứ không có dẫn chơi. Không, nhiều khi còn phải tốn tiền cho luật sư, rồi tiền bạn phải tại ngoại hầu cha, bạn đi ra khỏi nhà tù nữa. Nó rất là tốn tiền. Bởi vậy drinking and driving, nó coi như là uống rượu lái xe đó, là coi như là cái điều đó là cấm, là tối kỵ. Bây giờ mình xong rồi gì cái chuyện ăn uống rồi gì, giờ Tuấn sẽ đi đến cái chuyện mà ỉa đái tiểu tiện đó. Thì ở bên ngoài đó, khi mà bạn nói với người khác mà bạn muốn đi cái toilet đó, cái để tiểu tiện đó, thì bạn nói I'm going to the toilet, hay là I'm going to the men's room, hay là restroom. Không, thường thường là cái từ là cho cái toilet là như vậy. Còn ở trong lính đó, đặc biệt là lính thiểu lục chiến và lính hải quân đó, thì cái nơi mà tiểu tiện, cái bathroom, cái toilet đó, là họ gọi là head. Là cái từ nó tương đương như cái đầu vậy. Tại sao bây giờ mình kể thêm cái phần có cái tính chất lịch sử trong đó. Tại vì hồi xưa những cái thương thuyền, những cái chiến thuyền, hay là những cái vấn đề mà thuyền bòm ở những cái nước Tây phương đó, là ở ngay cái đầu tàu nó có cái thường thường là có figurehead, là cái những cái tượng mà người ta để, mình nghĩ là chắc để như là tôn thờ một cái gì đó để tượng trưng cho chiếc tàu đó, để coi như là giống như ở Việt Nam mình là trời cúng trời đất để cho cái chiếc tàu đó nó được phù hộ đó. Thì ở ngay cái đầu tàu á, lúc nào cũng có cái hình tượng, cái figurehead của những giống như là những người cá, hay là những ông thành, ông thần, ông thần, ông thánh trong cái myth, những cái chuyện thần thoại đó. Thì họ thường đặt những cái figurehead, những cái hình tượng đó ngay cái đầu tàu. Thì thông thường á, thì vào những cái thế kỷ 15, 16, 17, 18, 19 ở bên châu Âu á, là những cái tàu nào, những cái thuyền nào á, ở ngay đằng đầu nó có những cái hình tượng đó. Rồi những cái nơi mà để tiểu tiện đó là người ta đặt ở ngay chỗ cái đầu tàu, không, ở ngay gần cái hình tượng đó, cái figurehead đó. Thì bởi vậy trong hải quân và lính thiểu lục chiến á, là khi mà bạn nói head là ám chỉ là không phải là cái đầu mà là cái nơi để bạn đi tiểu tiện. Bởi vậy nó có cái tên là như vậy. Không, nhiều nhiều người nhiều người dân sự họ không có biết. Không, những cái năm tháng mà Tuấn mới vừa ra lính, những cái ngày tháng mình mới vừa ra lính á, nhiều khi mình đi vô cái công sở nào, hay là những cái nơi giống như bác sĩ rồi đó, mình họ nhiều khi mình quên cái mình, tại vì mấy chục năm mình nói theo cái tiếng nói của lính lục chiến, đúng không, mình nói can you tell me where the head is. Chỉ cho mình cái chỗ cái head, đúng không, cái người ta chớp mắt ra, người ta hỏi mình, hỏi head là cái gì. Cái mình nói quên, xin lỗi, sorry. Can you tell me where the toilet is? Cái chỗ mà đi tiểu tiện là ở đâu?
những cái em lính trẻ thường thường ở bên trong lính họ không có nói những ngoại dân sự, thí dụ những ngoại dân sự bạn nói là đi toilet không, còn nhiều khi bạn nói vui nữa là bạn nói giống là đi đi cầu ha, bạn nói là I'm taking a dump không, hay là dropping kids in the pool không, còn ở trong lính đó là thường thường nó ông go back a head call, hay là họ nói thẳng ra thô tục một chút là I'm taking a shit còn Tuấn thì Tuấn cũng chơi vui những cái năm tháng mà Tuấn làm trưởng văn phòng đó ở ở ngay trên cái monitor là cái computer của Tuấn á, Tuấn in ra một cái tờ giấy là Tuấn để dropping bomb in South China Sea bởi vậy cái người ta hỏi mỗi lần Tuấn đi cầu là Tuấn đều lập cái tờ giấy đó để ngay trên cái màn ảnh cái monitor cái computer của mình á, mình để cái tờ giấy đó có in cái hàng chữ dropping bomb in South China Sea, thì mấy người lính làm việc cho mình họ thấy mắc cười cười cái họ không có hiểu, họ hỏi ủa tại sao mình để cái từ những cái chữ đó là dropping bomb in South China Sea, thì mình mới nói là ok tao đi cầu thì tao để cái tờ giấy đó để cho mày biết, để cho mấy em biết là coi như là mình đi cũng cũng sẽ lâu, không 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 phải như là 1 phút mà có thể là 15 20 phút như vậy đó thì lâu lâu Tuấn phải chờ, Tuấn dùng những cái từ đó để lên, bởi vậy khi mà cái người lính mà họ họ được mình giải nghĩa ra cái từ mình muốn nói như vậy họ cười lớn lên Ok các bạn, từ từ thì Tuấn sẽ sưu tầm tiếp những cái từ ngữ trong lính để chia vui với các bạn. Hôm nay là thứ sáu bên Mỹ thì cuối tuần ở Việt Nam thì mình cũng mới tìm kiếm một cái đề tài vì cho vui vui để giúp vui cho tất cả các anh chị em. Cái ở bên Texas này thì mình nghĩ là chắc còn cuối tháng 4 này thì cái stay home order, cái mà ở nhà kêu gọi người dân ở nhà, mình nghĩ cái luật đó sẽ được lift, là có nghĩa là sẽ được hủy bỏ, nhưng mà người ta hủy bỏ từ từ, không những cái tiệm giống như là tiệm hớt tóc, tiệm đồ thì mình nghĩ là sẽ sau bắt đầu tháng 5 á là họ sẽ cho hoạt động trở lại bình thường. Lâu rồi Tuấn không có hớt tóc rất là bực bội, tại vì như các bạn biết rồi, cứ mỗi lần Tuấn lên làm video clip là lúc nào tóc Tuấn cũng hớt đào vàng hết, mà bây giờ tóc dài như là mấy người hippie thôi Tuấn xin chào tất cả các bạn anh chị em, và chúc tất cả các anh chị em các bạn nhiều sức khỏe và bình an vô sự. Ok xin chào, bye bye.